Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với một cái server. Hôm nay mình sẽ đi tham quan một cái server của một người bạn của mình. Và admin của server này là một người bạn của mình. Và hôm nay mình sẽ đưa tất cả các bạn tới tham quan một cái server cực kỳ gọi là rất là hay và rất thú vị, nhiều điều mới mẻ. Đấy, chúng ta sẽ được khai sáng thêm nhiều điều mới. Và những cái điều đó là gì thì một lát nữa chúng ta sẽ biết. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi server mang tên là vinaminea.com. Đấy, thì cái link IP của server đấy mình có để bên góc bên phải ở phía trên của video này. Đấy, các bạn hãy để ý. Và nếu bạn nào muốn vào đây tham gia chơi cùng với mình thì các bạn có thể click vào, các bạn có thể nhìn cái địa chỉ IP đó và các bạn theo mình vào trong server nha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với server nào. Đấy, thấy chưa? Chào mừng đến với cộng đồng Minecraft Vinaminea. Đấy, thì có IP ghi trên đây nè. Đấy, mọi người nhớ nha. Đấy, có cả trang chủ, có cả Facebook, có cả nhóm thảo luận, có cả diễn đàn và room trò chuyện trực tuyến luôn. Rất là nhiều thứ hay ho, hiểu không? Đấy, và ở cái server này cũng khá là hoàn chỉnh rồi. Đây là một cái server khá là chuyên nghiệp ấy. Thì đang có khuyến mãi nạp thẻ này từ 19 tháng 6 đến 21 tháng 6 này. Có nghĩa là hết hôm nay ấy là là hết đấy. Vì thế anh em nào mà chơi thì nhanh chóng vào nạp nha. Hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đến với Tony. Thì hy vọng là mọi người sẽ thích nha. Ở đây có rất là nhiều những cái hay ho. Đây là mình Vũ Lít đẹp trai. Thì có Survival Tony này, thì tí mình sẽ chơi nha. Có Skyblock này, có Bryson này, có Acid Island này. Cái này mình chưa biết luôn đấy. Survival Faction này. Nhưng mà mình sẽ chơi Survival Soli nha. Faction chơi, nếu mà mọi người thích thì mình sẽ chơi Faction sau. Có cả Bedwar này. Bedwar thì chưa mở, đang hoàn thiện thôi. Có cả Builder. Có cả Builder. Và có cả PvP à. Skyward cũng đang chuẩn bị đang làm. Mấy cái này đang làm các bạn ạ. Có Builder thì đang mở rồi. Có High and Track xuống tìm ấy. Và The Lab nữa. Ok, nhưng hôm nay chúng ta sẽ chơi Survival Tony, cho nên hôm nay mình sẽ vào và giới thiệu qua cho các bạn một số cái hay ho, những điểm mới lạ khác với những cái server khác ở cái Tony là thế nào nha. Let's go vào game thôi. Ok, thưa quý vị và các bạn, thì hiện tại là mình đang có mặt ở trong server Tony của vinaminea.com. Thì như các bạn biết đấy, là do mình là bạn của admin ấy, mình là gọi là dân chơi, hiểu không? Dân đại gia, hiểu không? Cho nên là các bạn có thể nhìn cái tài khoản với số con của mình nhờ. Nó vô đối, nghĩa là mình là giàu cái server, hiểu không? Đấy, thì nếu như các bạn vào đây, các bạn cứ kêu là mình là bạn của Vũ Lít thì cũng có thể các bạn sẽ la liếm được một tí kim cương, tí vàng gì đấy. Đấy, vì thế mọi người vẫn có thể vào nha. Đây, rất nhiều anh em đang chờ đợi và chuẩn bị hướng dẫn cho mình nha. Thì ở cái server này có rất là nhiều điểm hay ho. Bởi vì điểm hay ho thứ nhất của cái server Tony này ấy, là nó chủ yếu ấy là chú trọng tới cái phong cách server theo cái hướng vanilla. Đấy, giữ bản chất của Minecraft phù hợp với những người ghét sự cầu kỳ, có nghĩa là những người nào đơn giản đi xây nhà chặt cây thôi. Đấy, cực kỳ easy, hiểu không? Đấy, thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn tới một số chỗ nha. Thì chỗ này là chỗ quay báu vật này. Đấy, thì các bạn có thể xoẹt kit để đổi lấy báu vật hàng ngày. Đấy, rất là dễ, hiểu không? Như là các bạn on một lúc nào đó thì sẽ được. Sao đấy, nó quăng đồ tựa lứa này. Đây là kit tân thủ ấy các bạn ạ. Mình không cần đâu, mình là đại gia, mình không chơi những cái thứ hàng lớn này. Thì hôm nay chúng ta sẽ tới khu chơi nha. Khu chơi ở trong đây có rất là nhiều thứ hay ho. Đấy, đây là khu đổi tiền này. Mình mấy cái chỗ này là chỗ vô vẩn, hiểu không? Mình tài khoản mình mát tiền rồi, không cần. Đây là một số chỗ đổi vật phẩm đặc biệt này. Đấy, đây có một số loại vật phẩm đặc biệt như kiểu là cánh này, hay là shop quái vật với lại shop động vật với cả shop động vật linh tinh nữa. Thì đây mình có thể đổi lấy mấy cái con bò nấm hay là bò biếc gì đó thì đổi lấy con động vật. Còn chỗ này thì mình đổi lấy mấy cái dùng jetpack này. Thì cái chỗ này dùng để triệu hồi mấy con quái vật ấy, như kiểu là khô héo hay là mấy cái linh tinh ấy. Đấy, rất là nhiều những con quái vật có thể triệu hồi ở đây. Thì chỗ này là chỗ động vật này, các bạn có thể triệu hồi một số con mèo này hay là con thỏ này, chỉ cần các bạn có tiền vàng là ok, hiểu không? Đây, còn đây là một số đồ gọi là đồ như kiểu là trade đồ này, hiểu không? Có hai loại trade thứ nhất là trade thường và trade đồ này. Thì các bạn có thể lấy đồ chúa thể và chiến thần này ở bên trade đồ này, còn đây là mấy cái đồ bình thường. Các bạn có thể dùng gỗ để đổi lên một số cái món đấu sĩ.
Đấy. Thì mình muốn đề cập ở đây cái mới lạ ở cái server này ở chỗ ấy, là ở một số cái đồ như này đấy, thì các bạn thấy đấy, đồ đồ này ấy, thì có một số cái gọi là đồ mang có một cái dòng gọi là trang bị phong ấn, có nghĩa là khi các bạn chết thì nó sẽ không bị rơi ra. Còn một số cái đồ như thế này là nó không có cái trang bị phong ấn, thì khi các bạn chết thì nó sẽ bị rơi ra. Đấy là cái lý do tại sao mình nói là đây, cái này giữ đúng bản chất của Minecraft, không cầu kỳ, có nghĩa là nó sẽ đi theo cái hướng mà mình sẽ chơi theo cái kiểu mà chết mất đồ không có kíp. Đấy, vì thế mà anh em chơi cái server hết sức cẩn thận, và cẩn thận với những thằng khốn nạn nó đi móc trộm sau lưng. Ok, thì sau khi mình đổi cái đồ kia ấy, thì mình cần thêm cả gỗ này để mình đổi qua đồ bên này. Và sau khi đổi xong đồ bên này nữa thì chúng ta lại cần thêm gỗ nữa để đổi thêm đồ bên này, thì từ đồ 1 sao lên đồ 3 sao. Đấy, đây là đồ đấy, sau khi đổi đồ 3 sao bên này chúng ta sẽ bắt đầu đổi qua đồ 1 sao bên này, và sau khi đổi đồ 3 sao bên này thì chúng ta sẽ lại chuyển qua đổi đồ 1 sao bên này, và sau khi đổi đồ 1 3 sao bên này chúng ta lại tiếp tục đổi đồ 1 sao bên này, và sau khi đổi đồ 1 sao bên này à 3 sao bên này chúng ta sẽ đổi đồ 1 sao bên này. Thật là easy đúng không? Đấy. Đấy, mỗi tội là các bạn đổi xong rồi cẩn thận đi ra ngoài đường để đừng để chúng nó đánh nhá, chúng nó đánh là chết đấy. Ok. Thì đây là đồ gọi là đồ để đồ xịn đấy. Đồ xịn các bạn phải đồ nây ấy thì mới mua được. Thì đồ đồ nây thì có những cái set đồ gì? Đồ tướng quân là một này, đồ đại vương là hai này. Mình không thích đồ thì tướng quân hay đại vương, mình thích hẳn đồ chúa tể luôn, hoặc là chiến thần. Đây, mình có thể mua đồ chúa tể bằng việc mà mình cần một cái mũ đại vương. Ủa, vậy là mình vẫn phải đi qua mua đồ đại vương trước. Đây, bên đây là set đại vương. Set đại vương đây, vậy là mình cần phải mua đồ tướng quân trước. Đầu tiên là bạn cần phải 15 cái sliver con. Thì cái sliver con này kiếm ở đâu? Các bạn có thể vào shop con. Đấy. Thì các bạn có thể mua được rất là nhiều thứ này, sliver con này, hay là gold con này, hay là emerald con. Thì càng ngày nó càng nâng giá lên đấy. Thì các bạn hãy gọi là suy nghĩ đắn đo thật kỹ trước khi mua cái này nha. Mình sẽ mua rất nhiều bởi mình có rất là nhiều tiền. Mua một cái này với giá là 10 con, mình sẽ mua một đống. Tiền anh là vô kể hay không? Đấy, mình sẽ mua rất là nhiều, mình có thể mua nhiều lúc không nhỉ? Mình có thể mua một stack không? Không mua một stack đâu các bạn ạ, mình sẽ mua một đống vậy. Bạn đã bị kích vì spawn. What the hell? Trời ơi, đại gia quá, tiêu tiền cũng khổ các bạn ạ. Ok, tiếp tục thôi anh em. Vừa nãy mình bị kích bởi vì spawn, chắc là do mình tiêu tiền quá trớn nên là bị kích cơ mà. Thì bây giờ mình có thể mua được mấy cái này này, mình có thể dùng 10 năm cái này để mua một cái mũ này, à, thấy chưa? Mũ tướng quân với giá là 10 năm cái này. Đó. Sau khi các bạn có đồ này rồi thì các bạn có thể mua được đồ bên đây. Đó. Thì các bạn bỏ thêm cái mũ tướng quân này với lại 10 cái cục này nữa là các bạn có... What? Mình có... Ồ, phải có mũ tướng quân 3 sao cơ. Đấy, bây giờ mình phải nâng cấp mũ tướng quân 3 sao, 2 3 2 sao rồi đấy. Mũ tướng quân 1 sao. Thế bây giờ làm thế nào là tăng cấp mũ tướng quân ta? Mình vẫn chưa biết cách để tăng cấp mũ tướng quân. Bạn nào biết cách tăng cấp mũ tướng quân thì chỉ mình với nha. Bây giờ cần có mũ tướng quân 3 sao thì mới mới có thể à đây, bên đây. Bên đây mũ tướng quân 2 sao. Đấy. Bây giờ chúng ta có thể nâng cấp lên mũ tướng quân 2 sao. Rồi sau đó là chúng ta nâng cấp lên mũ tướng quân 3 sao. Ok, đấy, mũ tướng quân 3 sao. Đó, sau đó là các bạn có thể mua qua bên đây nữa. Đấy, sau khi mua mũ tướng quân 3 sao các bạn có thể trade thêm cả mũ đại vương nữa. Tuy nhiên là tạm thời là mình tạm thời là mình sợ bị kích nữa quá. Mình nhiều tiền quá mà mình không biết tiêu như nào cho hết đấy. Mình là trùm của server phải không? Trùm đại gia của server. Thì cho nên là mình tạm thời là mình chỉ phổ biến qua một chút cho các bạn biết thôi. Cái thứ nhất là đây là đồ trade thường. Thì nó sẽ không, khi các bạn chết ấy, nó sẽ không, nó sẽ mất đồ. Còn khi đây là đồ chơi dành cho đồ này, thì khi các bạn mua thì nó có trang bị phong ấn, và khi chết thì nó sẽ không rơi đồ. Ok, thì nó sẽ giữ bên người, nó sẽ là phong ấn mang lại bên người cho các bạn sự tự do. Đây là một số cái đổi màu, đổi miếc ấy. Thì cái đổi màu này thì cũng bình thường rồi, cho nên là chắc là các bạn cũng đều biết hết rồi đúng không? Cho nên là chúng ta cũng không cần phải nói nhiều về cái vấn đề này nữa. Đây là cái chỗ dương lót, chắc là chỗ này chỗ kinh như này. Mình không có chìa khóa kinh, nhưng mà mình có thể mua kinh. Đấy, các bạn có thể vào trong đây, vào trong shop rank này. Đấy, các bạn có thể mua một số cái rank này. Đây là rank kinh này đấy. Đây là rank 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 god, và đây là rank lord. Mình đang có rank YouTuber, nhưng mình thích mua rank rank lord thì sao? Mình sẽ à, đây là một số cái thứ hay ho này. Đây là rank VIP là cùi nhất. Rank VIP là thì sẽ có thể sử dụng quyền hồi thức ăn, sử dụng dương ender và sử dụng block làm mũ. Thì danh king á thì sử dụng hồi thức ăn, sử dụng dương ender, sử dụng block làm mũ, sử dụng feed. Và bên
gót vĩnh viễn là có thể làm được nhiều hơn. Có nghĩa là thêm một cái nữa là fit on, đây là dương lót, là giữ giữ kinh nghiệm khi chết và giữ vật phẩm khi chết. Bây giờ mình sẽ một phát làm danh lót luôn. Đó. Rồi để đây nha, để cho nó đẹp đấy. Nói chung là tiền nhiều, hiểu không? Tiền nhiều không biết làm gì hết đấy, mình đã biến thành rank lót rồi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ mình là chuốt tể của server rồi, hiểu không? Đây là sự kiện đua top tiền, tí nữa quên cái sự kiện này thì thời gian là từ 14 tháng 6 đến 14 tháng 7 thì cũng nhanh lên anh em ơi. Anh em là muốn tham gia thì tham gia nhanh lên, kiểu là mốt là không kia được đâu. Ok, thì bây giờ là khu chợ nhá. Đây là khu chợ tự do, các bạn có thể mua hàng và bán hàng ở trên đây. Thì cái vấn đề mua hàng và bán hàng này anh biết rồi. Ví dụ bây giờ mình thích một số cái đồ này thì mình có thể mua. Mình mua cái này chẳng hạn này. Mình mua nha. Mua bên đây đúng không? Đồng ý, mua ở đấy, mình có cái giày đấy. Easy hiểu không? Vật phẩm mua là cực kỳ đơn giản luôn. Đây rồi, bây giờ nó còn thêm một số nữa. Mình có thể qua bên menu để mình tìm xem là nó có những cái gì. Đấy. Rồi menu này, bên đây là có tên của mình đúng không? Đây là chỗ dịch chuyển đến một số cái warp mà trong server có. Đây là shop rank thì mình vừa mua rank rồi đúng không? Đây là shop gold thì mua bán và trao đổi bằng tiền gold. Thì đây là sự kiện này. Hiện tại đã có một số sự kiện chạy đua lấy quà và đánh nhau lấy quà, nhảy vượt địa hình lấy quà và đua heo lấy hòa. Các bạn có thể lấy một số hòa ở trong đấy. Đây là ân xá thì giúp bạn có thể ra tù. Ok. Và đây là shop con, các bạn có thể vào và trao đổi bằng tiền con. Đây thì như mình đã nói vừa nãy rồi, mình có thể qua bên shop gold xem nó như thế nào. Đây shop gold đây, các bạn thể mua một số đồ khoáng sản xây dựng gì đấy. Đây thì đây sẽ là một số cái chỗ để mình dịch chuyển nữa. Đây là khu trao đổi vật phẩm thì mình đã tới rồi. Đây là khu spawn, không có gì để nói. Đây là khu sinh tồn, tí mình sẽ ra sinh tồn sau. Đây là cửa hàng thì nó sẽ đưa mình tới shop ấy, nhưng mà cửa hàng cũng không có gì nhiều cho nên cũng không tới. Thì nếu bạn nào muốn thì có thể tới. Đây là khu chợ này đấy. Đây là khu báu vật thì chúng ta có thể tới đây và tham quan báu vật. Đây là khu sửa chữa, chắc không có gì lạ nhỉ. Đây là khu AFK thì chắc các bạn cũng biết rồi. Đây là khu phù phép, có nghĩa là khu enchant đấy, để nâng cấp vũ khí ấy, chắc là các bạn cũng biết hết rồi. Nâng cấp vũ khí với giáp thì các bạn biết hết rồi đúng không? Ok, thì menu đợi tí đã. Đây, rồi lại tiếp tục. Ok, đây là khu farm mod. Thì một tí mình sẽ tới khu farm mod sau nha. Khu farm mod này cực kỳ hay luôn. Tí mình sẽ dẫn các bạn tới khu farm mod, cực kỳ tuyệt vời. Đây là khu đấu trường PvP. Các bạn biết, các bạn lưu ý là những bạn nào thực sự mạnh mẽ nhá, thực sự là gọi là có tiềm năng mạnh mẽ thì hãy tới khu này, bởi vì khu này đánh nhau ấy chết là mất đồ ấy, anh em cẩn thận. Cho nên là không nên, hiểu không? Những bạn nào mà quá yếu đuối thì không nên tới khu này, đánh nhau kẻo chết lại mất đồ, bố mẹ lại khóc. Đấy. Thì khu này là khu điểm danh thì các bạn có thể điểm danh để lấy mấy cái kit điểm danh để các bạn đút vào cái kia để lấy đồ ấy. Thì khu này khu trick XP đấy. Thì cái khu này ấy, cực kỳ hay luôn. Có nghĩa là khi các bạn có thể cất kinh nghiệm vào đấy, và khi nào các bạn chết ấy, thì các bạn có thể lấy ra và xài thì phải. Theo như mình nhớ không nhầm. Ok. Đây là khu enchant này, không có gì để nói nhiều nữa nha. Rồi bây giờ tới là khu này là khu sửa chữa thì cũng không còn gì để nói nữa. Khu ở giữa này là khu PvP nè. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn tới khu casino nha. Của ARP casino, nó như kiểu là báu vật đấy, mình có thể quay. Mình có thể quay các thứ ở đấy. Đợi một tí nữa, đây là chỗ mấy cái dương này. Mình có thể kit god, bởi vì mình đang là god mà. Kit god đó. Hình như là mình kit lord nhầm. Kit lord, mình là chúa tể rồi. Quên đấy, mình đã có một cái kit lord. Bây giờ mình sẽ tìm cái chỗ dương lord rồi, mấy cái dương king, dương quỳ bắp, dương gold này. Ok, mình có thể xoẹt hát để mình bỏ đồ lên đầu hay sao ấy. Nhưng mà tạm thời là mình đang tìm dương siêu nhất đây. Dương chúa tể của server đấy. Bạn cần phải có chìa khóa. What the hell? Rồi bây giờ mình phải làm gì nhỉ? À, quên, mình qua ông này để đổi. Đây, mình sẽ đổi lấy chìa khóa legend á, legend. Lost đây đấy. Mình sẽ đổi lấy cái chìa khóa này. Rồi sau đó là mình sẽ đi ra đây và mình mở. Ra cái gì đây? Ra cái gì đây? Ra cái siêu xin. Ê, được cái giày chúa tể anh em ơi. Giày chúa tể. Nhưng mà nó không có cái không có cái trang bị phong ấn, cho nên cái này phải cất giữ ở trong giường kẻo mất. Ok. Rồi mình có thể ấn hát không ta? Như mình có thể đội một cái gì lên đầu, mình ấn hát nữa.
À nhầm, vậy là mình không không biết cái câu lệnh là gì rồi. Để từ từ mình sẽ làm tiếp nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu là bây giờ mình sẽ bắt đầu là đi đến khu farm mod để cho các bạn xem là khu farm mod nó có những cái gì hay. À quên, trước khi mà đi đến khu farm mod thì mình sẽ đưa các bạn tới casino để cho các bạn xem. Ok, cho các bạn xem là cái khu casino này nó có thể giúp các bạn quay quay một số đồ đấy. Đây, jackpot đây. Đấy các bạn thấy chưa? Các bạn có thể quay ở đây. Mỗi lần quay các bạn sẽ là mất 29 con. Tuy nhiên là các bạn nhìn vào số con của mình này. Nếu mà từng đây con thì không biết là quay bao giờ mới hết. Cái con ngực lép này, đậu phộng, mình sẽ quay thử một lần nha, xem nó ra gì nha. Đó. Vòng quay may mắn, hình như không được cái gì hết. Có được cái gì không ta? Không được cái gì hết, hình như phải ba cái giống nhau hay là cái giống nhau mới được cái sao ấy. Ô, được cái quần nè. Được cái quần đại vương các bạn ơi. Chơi to trúng lớn rồi, được cái quần đại vương. Được trang bị phong ấn quần đại vương, quá ngon luôn. Mình nghĩ là các bạn nên quay jackpot nhiều lên để được mấy cái đồ này. Tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn tới khu gọi là khu gọi là farm mod. Khu farm mod cực kỳ tuyệt vời luôn, bởi vì theo mình thấy là nó khá là khác và ở cái server của mình cũng không thấy, cho nên là bạn này kêu là quay anh đi Vũ Lít đẹp trai khoai to đấy. Cứ bạn nào kêu mình đẹp trai khoai to lập tức mình quay ngay. Bạn này chỉ là một meme thôi, tuy nhiên là mình không biết bạn ấy là bạn nào hết. Ô, sao cái thằng ngực lép này giống cái thằng đổi đồ ấy nhỉ, thằng đổi đồ vừa nãy ấy nhỉ. Mình thấy y hệt luôn, trẻ em manh động này, quá trời trẻ em manh động luôn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ TPA, à nhầm, mình sẽ warp tới khu Famos. Ok, bây giờ mình sẽ tới khu Famos cho các bạn xem nha, cực kỳ hay luôn. Bởi vì ở đây á, Famos như kiểu là nó có chế độ Famos tối ấy, các bạn cứ ra xúc quái rồi thì xúc trong ngoài đấy có cả quái thường có cả boss nữa, và sau khi các bạn đánh quái xong các bạn có thể qua đây để đổi đồ này. Đấy, các bạn có thể đổi mấy cái này này, mảnh xương xác ướp hung hăng để các bạn đổi lấy mũ mãnh long, rồi sau đó là các bạn sẽ qua đây và đổi lấy mắt mãnh long, thì các bạn từ phiếu đổi mũi long sẽ đổi có mắt mãnh long đấy, đổi có mấy thứ này, rồi sau đó là các bạn sẽ đổi đó, đổi được cái này, đổi lấy mũ mãnh long đấy, các trang bị phong ấn nhé các bạn. Nhưng mà đồ các bạn phải xịn ngơi chứ, đồ cùi cùi ra đây nó múc cho chết đấy, các bạn đã thấy chưa? Ok, quá là trời thứ hai luôn. Bây giờ mình sẽ đi ra mình thử thử sức tí nhá, nhưng mình không có kiếm các bạn ơi, quên, mình thật sự mình quên mua cái kiếm rồi, giàu mà ngu. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng cho các bạn xem cái khu này. Đây là admin server. Mình mỗi khi mình quay server mình cực kỳ ghét với admin, nó cứ chạy theo luôn. Mình cực kỳ ghét với admin server, nó cực kỳ ghét cứ chạy theo luôn. Ok, bây giờ đây là cái map của bản đồ quái vật ở đấy. Các bạn có thể dựa theo những cái này để các bạn đi săn đồ quái vật ở đây. Ở đây có một số loại như là xác ướp này, xác ướp hung hăng này, đạo tặc sa mạc này, chiến binh bí ngô, vệ binh sa mạc, quái vật đồ tể, thổ dân ăn thịt, tộc trưởng ăn thịt, nấm thành tin, quái vật đầm lầy, goblin hung dữ, goblin tàn bạo, chiến binh xương khô và vua độc ác. Con này chắc là boss đây. Thôi mình sẽ đây là mấy thằng admin CM này. Thế nên bây giờ mình có kiếm mình chém mỗi đứa phát chết chắc. Ok đấy. Rồi, thì mình chỉ phổ biến qua các bạn biết một chút về mấy cái đấy rồi. Bây giờ mình sẽ về khu dập web, về khu spawn nha. À survival đi. Sura Viva. Mình sẽ tới khu để bắt đầu đi sinh tồn nha. Mình là King nhở. Bây giờ mình sẽ bắt khởi đầu sinh tồn của một vị vua. Thì mình có thể đổi lấy dìu, tuy nhiên là mình không, mình sẽ để dành tiền. Mình là gọi là kẻ giàu có keo kiệt. Mình sẽ bắt đầu vào, mình sẽ lấy một cái bộ kit tân thủ. Ok, đấy có kit tân thủ này, các bạn có thể dùng cái bộ kit này để đi đi làm ăn. Thì cái lệnh tạo tạo thoa như nào mình chưa biết, mình quên hỏi admin rồi. Đây có rất nhiều đồ hay ho, đồ gì đấy. What the hỡi. À mấy cái này không đào được. Vậy là tạm thời là qua chỗ này vẫn chưa kia được, vẫn chưa đào được. Tao toàn Hero Bright này, the fuck. Ôi mình biết rồi, mình không đào qua đây được rồi, làm sao mình nhảy qua đây đây. Trời ơi, làm sao đây. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để mình chặt cây, lấy gỗ và làm một số điều thô lỗ với tất cả mọi người. Ok. Mình nãy giờ mình nói nhiều quá, cái cổ họng của mình nó khát nước quá. Ồ, có một cái cầu ai bắc qua đây. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mình đang là Lost, chúa tể của server. Mình có thể đi ra đây, bắt đầu đi ra đây đập block được chưa ta? Mình sẽ đập thử cái này nào. Rồi, vẫn chưa đập được.
tuyệt đối không quảng cáo Vinamin ở các sản phẩm khác, ai vi phạm sẽ được bị phạt. Chết mẹ rồi, có nào bị phạt không ta? Trời ơi, mình đang quảng cáo, có khi nào mình sẽ bị phạt không trời? Trời ơi. Ok, hiện tại là mình vẫn chưa làm gì được hết. Ok, các bạn nên nhớ là ở đây có rất là nhiều thứ hay ho nhá, mình có thể đi qua cho một số người khác đây để mình xem. Chứ thực sự là mình xây dựng cũng chưa đến nỗi nào đó nên là rồi mình sẽ đi đập con này. Đập nhau không? À cái này hiện máu cũng khá là đẹp này. Hiện máu khá là đẹp này. Ok, giết nó. Thua này thua của ai đây ta? Wow, khá đẹp, mình đã bị lạc vào một cái xứ sở khá tuyệt vời, mình không biết xứ sở này của ai nữa. Những ngôi nhà gọi là khá là đẹp. Đây là một cái đài phun nước. Đây là một cái cánh diều à. Tuyệt vời, cái gì thế này? Ồ, đây có một cái hầm này, mình sẽ đi xuống tham quan. Đây giống kiểu là cái dinh độc lập ấy nhỉ? Mình cũng chả biết nữa. Mình có thể ăn trộm đồ không? Không, cái này mấy cái giường này có thể khóa, cho nên mình không thể ăn trộm đồ thì mấy cái giường này được. Khổ thế cơ chứ. Đấy. Đây có mấy cái cổng kia. Ô, trường học luôn nè. Ghê à. Trường học nè. Wow, quá nhiều, quá trời đồ luôn. Wow. Cái server này quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Tuyệt vời nhất là chỗ là mình được admin cho tiền free. Lần đầu tiên mình chơi server mình được cho nhiều tiền này. Đờ phắc. Mình chưa có thoa. Mình chưa có thoa, mình cũng chưa muốn tạo thoa. Thì bạn nào muốn muốn vào thoa của mình thì có thể liên hệ với Vũ Lý đẹp trai khoai to không lo chết đói. Cùng lắm đói vài ngày chứ không chết được. Đó thì bây giờ mình sẽ dừng tập này đây nha. Và nếu các bạn muốn mình chơi tiếp thì các bạn đừng quên like video và chia sẻ cho mình nha. Và ở cái server này còn rất là nhiều những cái tính năng khác, với cả là rất là nhiều những cái mini game độc đáo. Vì thế mà nếu các bạn nào mà thực sự muốn xem ấy, thì các bạn có thể qua bên server này và chơi. Ok. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ dừng tập này đây thôi. Và goodbye and see you again. Có rất là nhiều những cái Tony ở đây nè. Thì tạm thời là server mới chỉ có 33 người thôi. Anh em cố gắng vào chơi đông đông lên để cho server đỡ vắng nhá. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau. Ê, cái gì đấy? Cái gì thế này? Cái gì em? Cái gì em? Ờ, chết đi. Ui, nó khỏe thế rồi. Xong. Bye bye mọi người nha. Sau buổi sáng này có con zombie xuất hiện đây này. Có cả kiều kiếp các thứ à. Game vôn. Rồi mình đã tới khu vực sinh tồn đấy anh em ạ. Rồi, ok. Mình sẽ dừng ở đây thôi. Bye bye. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau. Có một số server khác hoặc là server này. Nếu như các bạn thích thì mình sẽ làm tiếp. Còn nếu các bạn không thích thì mình sẽ thôi không làm nữa. Thế nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. And long time no see. À nhầm. And see you again nhầm. Thì cố lên nhau, hôm nay là ngày cuối cùng để khuyến mãi đấy. anh em là vào chơi nhanh, lạp nhanh thì được, không lạp chậm thì mất. Ok, bye bye mọi người. Chào nãy giờ, chào đi chào lại rồi. Chào lần cuối nha. Bye bye. Yêu các bạn vãi cả nồi.